Cô chào các em học sinh khóa 7. Ở bài 20 chúng ta đã tìm hiểu chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một cái vấn đề khác. Các thợ điện căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng như yêu cầu cần có? Thì để trả lời cái câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài 21 là sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Trước hết, cô giới thiệu cho các em cấu trúc của bài học. Thì cấu trúc bài học này nó gồm có phần thứ nhất là sơ đồ mạch điện, phần thứ hai là chiều dòng điện, phần thứ ba là vận dụng. Đó là cái cấu trúc của bài học. Mục tiêu của bài học hôm nay thì về kiến thức thì giúp các em vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản bằng ký hiệu quy ước. Cái thứ hai là mắc đúng một mạch điện đơn giản thắp sáng một bóng đèn. Cái thứ ba là biểu diễn đúng bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện, cũng như chỉ đúng chiều dòng điện trong mạch điện thực. Cái thứ hai là về kỹ năng thì rèn cho các em kỹ năng mắc mạch điện đơn giản. Cái thứ ba là về thái độ thì sẽ giúp các em có thói quen sử dụng bộ phận điều khiển mạch điện, đồng thời là bộ phận an toàn điện, cẩn thận, nghiêm túc, tích cực trong quá trình học tập. Đó là cái mục tiêu của bài học hôm nay mà chúng ta cần tìm hiểu. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái phần nội dung của cái bài. Mấy em vào phần thứ nhất là sơ đồ mạch điện. Bây giờ mấy em xem cho cô, đây là một cái mạch điện. Đây là một cái mạch điện. Thì mấy em quan sát cô giới thiệu, trong cái mạch điện này thì mấy em thấy gồm có bộ pin, có dây dẫn, có bóng đèn, có công tắc. Công tắc trong trường hợp này là công tắc mở. Mấy em quan sát một cái sơ đồ mạch điện. Rồi, bây giờ từ cái sơ đồ mạch điện này, mấy em sẽ tiếp cho cô một cái ví dụ. Đây là một sơ, cũng là một cái sơ đồ mạch điện. Thì có thể người ta sẽ dựa vào cái mạch điện lúc đầu, người ta vẽ thành một cái sơ đồ mạch điện như thế này. Nhưng để vẽ được sơ đồ mạch điện như thế này thì các em phải nắm được một số ký hiệu của mạch điện thì mình mới vẽ được sơ đồ. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu ở phần số 1 nhỏ. Ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Rồi bây giờ mấy em xem là ở đây có một số ký hiệu của bộ phận mạch điện. Thì cái thứ nhất là ký hiệu của nguồn điện. Nguồn điện thì nó sẽ bao gồm pin hoặc là ắc quy. Thì mình đã học ở bài 19, tức là mỗi nguồn điện, pin hay là ắc quy thì nó sẽ đều có hai cực là cực dương và cực âm. Cho nên người ta sẽ ký hiệu cái nguồn điện là như thế này. Gồm có hai cực, cực dương và cực âm. Phần cực dương thì mình sẽ vẽ nó dài hơn và phần cực âm thì nó sẽ ngắn lại. Mấy em quan sát cho kỹ để mình vẽ cho đúng. Cái ký hiệu thứ hai là hai nguồn điện mắc nối tiếp. Thì ở đây hai nguồn điện mắc nối tiếp có thể là bộ pin hoặc là bộ ắc quy. Thì trong đây giới thiệu mấy em là bộ pin. Như vậy ở đây cái ký hiệu của hai nguồn điện mắc nối tiếp là như thế này. Mấy em quan sát ha, mỗi nguồn điện có hai cực thì mấy em quan sát trong cái phần này để mấy em ghi ký hiệu cho đúng. Rồi cái ký hiệu thứ ba là bóng đèn. Ký hiệu của bóng đèn thì người ta sẽ ký hiệu như thế này. Cái thứ tư là dây dẫn. Tức là dây dẫn hay là dây nối hay là dây điện. Thì mấy em quan sát ha, thì người ta sẽ ký hiệu bằng cái đường thẳng như thế này. Như đem về vẽ vào cái sơ đồ mạch điện. Rồi cái ký hiệu về công tắc hay người ta còn gọi là cái đóng ngắt. Thì trong cái đóng ngắt hay là cái công tắc này thì mấy em thấy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là công tắc đóng. Thì mấy em quan sát cái công tắc này, nó đóng, tức là người ta sẽ kéo xuống. Như vậy đảm bảo cái mạch điện nó kín, tức là có dòng điện đi qua. Người ta sẽ ký hiệu nó như thế này. Rồi trường hợp thứ hai là công tắc mở. Công tắc mở tức là khi đó mạch điện nó đã bị ngắt hay là nó bị hở, thì người ta sẽ ký hiệu nó như thế này. Đây là ký hiệu của công tắc mở. Như vậy trong phần này thì mấy em sẽ ghi lại những cái ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Mấy em sẽ ghi ký hiệu giống như phần trong sách giáo khoa cho cô. Mấy em sẽ ghi phần này vào vở.
À, để mình và nhớ phần này mấy em phải học thuộc cho cô. Rồi bây giờ dựa vào cái sơ đồ mạch điện, xin lỗi, dựa vào ký hiệu của một số bộ phận mạch điện thì chúng ta qua phần số 2 nhỏ là sơ đồ mạch điện. Rồi bây giờ mình sẽ làm câu C1. Bây giờ người ta yêu cầu mấy em hãy vẽ sơ đồ mạch điện theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như ở cái hình 19.3, tức là trên cái hình vẽ ở đây cô vừa đưa ra. Thì trong cái sơ đồ này mấy em thấy là gồm công tắc mở, hai pin mắc nối tiếp, bóng đèn với lại dây dẫn nha, trong cái sơ đồ này. Bây giờ người ta yêu cầu mấy em là hãy vẽ đúng vị trí của những cái bộ phận mạch điện như thế này. Thì mình mới vừa học xong ký hiệu của những cái bộ phận này và mình đã biết ký hiệu của nó, thì bây giờ mình sẽ vẽ theo vẽ cái sơ đồ ra. Như vậy ở đây mình thấy cái thứ nhất là mình có nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp. Rồi tiếp theo mình có ký hiệu là công tắc mở, rồi ký hiệu của bóng đèn, và những bộ phận này được nối với nhau bằng dây dẫn. Như vậy mình đã hoàn thành xong ở câu C1. Mấy em vẽ cái hình này vô vở cho cô. Tương tự mình sẽ làm ở câu C2. Từ cái sơ đồ ban đầu C1, tức là cái hình C1 mình mới vừa vẽ, bây giờ người ta yêu cầu mấy em là hãy vẽ một cái sơ đồ khác bằng cách đổi vị trí các ký hiệu. Nè, sơ đồ 1 như thế này. Rồi như vậy bây giờ ở đây người ta yêu cầu là mình sẽ vẽ một cái sơ đồ khác bằng cách là mình sẽ đổi những cái vị trí, những cái bộ phận này cho nhau để mình có một sơ đồ mới. Thì chẳng hạn ở đây mình có thể hoán đổi cái vị trí giữa công tắc nguồn điện hay là công tắc bóng đèn để có một sơ đồ mới. Chẳng hạn bây giờ mình đổi như thế này. Này, mình sẽ có một cái sơ đồ thứ nhất. Nè, mình thay đổi vị trí giữa nguồn điện và công tắc. Nè, hoặc có thể mình sẽ vẽ như thế này. Nè, hoán đổi vị trí của nó cho nhau vẫn được một cái mạch điện. Nè, hoặc có thể là mình sẽ vẽ như cái sơ đồ C. Nè, sơ đồ C như thế này. Ngoài ra mình có thể là mình thay đổi vị trí của nó để vẽ thành một sơ đồ khác. Thì phần này mấy em cũng vẽ vô trong vở, hoàn thành câu C2 cho cô. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở câu C3. Mắc mạch điện theo đúng cái sơ đồ đã vẽ ở câu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng. À, như vậy ở đây cái câu C2 lúc đầu công tắc này là công tắc mở. À, như vậy mình sẽ chuẩn bị những cái bộ phận gồm trong đây gồm có là hai pin mắc nối tiếp nè, công tắc nè và bóng đèn kèm theo dây dẫn để mình lắp mạch điện theo yêu cầu của cái câu C3. À, như vậy đây dựa vào sơ đồ thì mình sẽ lắp cái mạch điện theo đúng cái sơ đồ này. Cái thứ nhất thì mình thấy nó gồm có là hai pin mắc nối tiếp, có bóng đèn, có công tắc, không, công tắc trong trường hợp này là công tắc mở, dây dẫn. Rồi như vậy mình đã lắp một cái sơ đồ theo giống như cái sơ đồ mà người ta đưa ra. Nè, mình lắp được cái mạch điện dựa vào cái sơ đồ. Như vậy ở đây trong cái phần C3 này người ta còn yêu cầu là mình hãy đóng công tắc, nè, tức là đảm bảo mạch điện kín, tức là công tắc phải. Như vậy khi công tắc đóng thì mấy em quan sát thấy là bóng đèn này nó sẽ sáng, chứng tỏ có dòng điện đi đi qua. Nè. Rồi, như vậy trong cái phần sơ đồ mạch điện này, mấy em thấy là ở đây người ta có thể đưa ra một cái mạch điện như thế này. Thì khi dựa vào mạch điện, mấy em có thể dùng ký hiệu để biểu diễn thành một sơ đồ, tức là những ký hiệu mà mình đã học để biểu diễn thành một sơ đồ. À, chẳng hạn mình biểu diễn một cái sơ đồ như thế này. Hoặc có thể từ một cái sơ đồ mạch điện như thế này, người ta có thể lắp thành một mạch điện tương ứng. À, như vậy ở đây mấy em để làm được điều đó thì mấy em phải nắm được ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Như vậy mình thấy là mạch điện là nó được mô tả bằng sơ đồ, và từ sơ đồ mạch điện đó thì có thể lắp thành một mạch điện tương ứng. À, mấy em lưu ý chỗ này cho cô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần 2 La Mã tìm hiểu về chiều dòng điện. Thì ở đây
Trong cái thế kỷ 19, khi mới nghiên cứu về dòng điện, thì các nhà bác học đã quy ước chiều cho dòng điện và tới nay mình vẫn sử dụng. Và tới nay người ta vẫn sử dụng cái quy ước đó. Thì cái quy ước về chiều dòng điện nó được phát biểu như thế này. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Rồi, như vậy bây giờ ở đây mình thấy là trong cái quy ước này người ta nói là chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Như vậy dựa vào quy ước này thì người ta sẽ dùng mũi tên để biểu diễn cho cái chiều dòng điện trong cái mạch điện. Trong cái mạch điện cô đưa ra như thế này. Thì trong cái mạch điện này mình thấy gồm có nguồn điện nè, nguồn điện đây là pin ha, pin hoặc là ắc quy gì đó. Đây công tắc đóng, bóng đèn và dây dẫn. Như vậy mạch điện lúc này là mạch điện kính có dòng điện đi qua thì mình sẽ biểu diễn chiều của dòng điện. Vậy mình nói là nó đi ra chiều từ cực dương qua dây dẫn, tức là nó sẽ đi ra từ cực dương, thì từ cực dương mình sẽ vẽ mũi tên hướng ra. Rồi, cứ như vậy thì nó sẽ cực, dấu mũi tên này nó sẽ hướng về cực âm, đúng không? Như vậy nó sẽ đi ra cực dương và đi vào là cực âm. Nào, mẹ ghi cái phần quy ước, vẽ cái hình này, dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện cho cô. Rồi, ở đây người ta cho biết thêm, cái dòng điện được cung cấp bởi pin hay ắc quy có chiều không đổi thì người ta gọi nó là dòng điện một chiều. Như vậy khi nói đến cái nguồn điện là pin hay ắc quy thì mình biết đó là dòng điện một chiều. Rồi bây giờ mấy em sẽ làm tiếp ở cái câu C4 cho cô. Mấy em xem ở hình 20.4 và mấy em sẽ đi so sánh chiều của dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do trong dây dẫn kim loại. Thì ở cái hình 20.4, tức là ở bài trước là mình đã học rồi. Như vậy trong cái dây dẫn bằng kim loại ở cái hình vẽ cô đưa ra như thế này thì mấy em thấy là khi có dòng điện đi qua thì các electron tự do trong dây dẫn kim loại là nó sẽ có sự dịch chuyển ha. Như vậy ở đây mình thấy là khi có dòng điện đi qua thì làm cho bóng đèn sáng và các electron này các electron tự do sẽ có sự dịch chuyển từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện. Đó là chiều dịch chuyển của electron tự do. Còn chiều của dòng điện theo quy ước thì mình thấy là chiều dòng điện thì nó sẽ đi ra là ở cực dương của nguồn điện qua các dụng cụ điện và trở về là cực âm của nguồn điện. Đó là chiều của dòng điện theo quy ước. Như vậy ở đây nếu so sánh thì mình thấy là chiều dịch chuyển của các electron tự do và chiều quy ước của dòng điện thì nó ngược nhau. Mấy em ghi trả lời cái câu C4 vào vở luôn cho cô. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm câu C5, cũng dựa vào quy ước về chiều dòng điện để xác định trong những cái hình vẽ người ta đưa ra. Bây giờ người ta yêu cầu mình là hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ hình 21.1A để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1B, C, D. Bây giờ ở hình A thì người ta đã làm mẫu cho mình rồi. Bây giờ mấy em sẽ dựa vào cái hình mẫu đó. Tức là người ta đánh dấu mũi tên đó, dựa vào hình mẫu đó để xác định chiều dòng điện ở hình B, hình C và hình D. Như vậy ở đây mình nói là chiều dòng điện theo quy ước, tức là nó sẽ đi ra ở cực dương và đi vào là cực âm. Mình nói ngắn gọn như vậy, nhưng mà khi phát biểu thì mình phải phát biểu cho đầy đủ. Rồi tương tự mình sẽ làm cho câu B. Mũi tên, như vậy ở đây cực dương thì mũi tên hướng ra. Cứ như vậy nó sẽ trở về là cực âm. Tương tự hình C. Rồi, tương tự hình D. Rồi, cái phần này mấy em cũng hoàn thành vào trong vở cho cô. Mình vẽ hình ra, vẽ mũi tên xác định chiều dòng điện cho cô.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần ba la mã vận dụng. Thì trong cái phần vận dụng này, bây giờ mình sẽ quan sát cái cấu tạo và hoạt động của đèn pin. Thì trong cái cấu tạo và hoạt động của đèn pin này thì mình thấy là nó gồm có công tắc, bóng đèn di tốc và có pin. Công tắc trong trường hợp này là công tắc mở và pin ở đây mình thấy là gồm hai pin mắc nối tiếp. Đây, như vậy bây giờ trong cái phần này người ta hỏi mình, tức là ở đây phần này là câu C6 trong sách giáo khoa đó mấy em. Bây giờ câu A người ta hỏi là nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin. À, thì phần này mấy em thấy là mình quan sát trong hình thì mình thấy là cái nguồn điện này gồm có hai chiếc pin. Rồi, như vậy ký hiệu nào tương ứng với cái nguồn điện này thì mình đã học rồi ha. Cái ký hiệu là hai nguồn điện mắc nối tiếp ha. Rồi tiếp theo người ta hỏi là thông thường cực dương của nguồn điện được lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin. Thì mình quan sát trên hình thì mình thấy cực dương là được lắp về phía đầu của đèn pin. Mẹ đi trả lời luôn cho cô ha. Rồi, cực dương của nguồn điện thì được lắp về phía đầu của đèn pin. Mẹ hoàn thành cái câu C6A vô cho cô ha. Rồi, câu B. Bây giờ người ta yêu cầu mấy em là hãy vẽ cái sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng ha. Thì ở đây bây giờ mấy em quan sát ha. Mấy em quan sát ở đây mình thấy nó gồm có những cái bộ phận nào thì mình sẽ dùng ký hiệu để vẽ thành sơ đồ. Như vậy ở đây trong trường hợp này mình thấy công tắc mở vì bóng đèn của nó không sáng ha. Như vậy bây giờ ở đây nếu muốn đèn sáng thì mình phải đóng công tắc. Và mấy em quan sát ở đây có một cái đường dây giống như cái dây dẫn á, cái dây nối đến cái công tắc rồi đến bóng đèn để cho làm bóng đèn này nó phát sáng khi mình đóng công tắc lại ha. Như vậy ở đây cái mạch điện này nó sẽ gồm là hai pin mắc nối tiếp, công tắc, bóng đèn và dây dẫn ha. Như vậy bây giờ ở đây nè mình đã đóng công tắc thì bóng đèn sẽ sáng. Rồi, như vậy bây giờ ở đây mình sẽ vẽ cái sơ đồ này ra. Như vậy nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, công tắc đóng, bóng đèn rồi nối với lại dây dẫn. Rồi, như vậy ở đây mình đã hoàn thành cái sơ đồ và ở đây người ta yêu cầu là vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện khi công tắc đóng. Thì ở đây mình dựa vào quy ước để vẽ ha. Cực dương thì vẽ mũi tên hướng hướng ra. À, mấy em vẽ cái sơ đồ này vô cho cô ha. Rồi, mấy em hoàn thành ở cái câu C6B luôn cho cô. Rồi, bây giờ cô sẽ cho mấy em làm một cái phần luyện tập. Bài 1. Kẻ đoạn thẳng nối các số 1, 2 vân vân ở cột bên phải với các chữ A, B, C vân vân ở cột bên trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi bộ phận và ký hiệu sơ đồ của nó. Rồi bây giờ mấy em quan sát trong cái bảng này thì ở đây ký hiệu của một số bộ phận thì người ta sẽ đánh số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi ký hiệu của một số bộ phận thì người ta sẽ ký hiệu từ A cho đến F. Bây giờ ở đây người ta yêu cầu mấy em là hãy nói những cái trường hợp nào mà mình thấy là nó phù hợp hay là nó tương ứng với nhau ha. Thì cái phần này mình cũng mới vừa học thôi, cái phần này chỉ ôn lại ha. Như vậy mình thấy bây giờ bóng đèn thì nó sẽ có tương ứng với cái ký hiệu là D ha, số 1 ghép với D, tương ứng số 2 ghép với F, số 3 ghép với A, số 4 ghép với E, số 5 là sẽ ghép với C. Mấy em sẽ qua bài số 2. Bây giờ ở đây người ta yêu cầu là mấy em hãy vẽ sơ đồ sao và vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch khi đóng công tắc. Thì bây giờ mấy em quan sát hình cho cô. Ở đây trong cái sơ đồ này thì mình thấy gồm có bộ pin nè, công tắc mở, có bóng đèn và dây dẫn. Mấy em quan sát tiếp hình thứ hai cũng tương tự như vậy nhưng mà ở đây người ta sẽ đổi vị trí của nó cho nhau. Và mấy em quan sát ở đây trong trường hợp này là công tắc đóng. Thì mấy em quan sát kỹ thì mấy em thấy bóng đèn này nó sáng ha.
Như vậy bây giờ ở mỗi hình thì mình sẽ vẽ một sơ đồ ha. Rồi chẳng hạn bây giờ cái hình thứ nhất dùng ký hiệu đã học để vẽ thành sơ đồ. Như vậy ở đây mình sẽ vẽ sơ đồ thứ nhất. Rồi tiếp tục, hình thứ hai mình cũng vẽ được cái sơ đồ thứ hai. Nhưng trong trường hợp thứ hai này mấy em lưu ý là công tắc đóng, tức là có dòng điện đi qua. Công tắc đóng có dòng điện đi qua. Cho nên ở đây mình sẽ vẽ mũi tên chỉ chiều dòng điện, tức là dựa vào quy ước để vẽ. Thì chỗ dấu cộng, nhớ chỗ dấu cộng tức là cực dương, thì vẽ mũi tên hướng ra, cứ như vậy nó sẽ đi trở về là cực âm. Rồi, mềm hoàn thành ở cái bài số 2 này vào trong vở luôn cho cô. Mềm hoàn thành bài số 2 này vào trong vở. Rồi, như vậy trong cái bài học hôm nay thì chúng ta cần nhớ lại, cần nắm nè. Cái phần thứ nhất, sơ đồ mạch điện, thì cần nắm được ký hiệu của một số bộ phận mạch điện. Thì dựa vào ký hiệu đó mình mới vẽ được sơ đồ mạch điện. Cái thứ hai là mình phải nắm được chiều dòng điện, tức là nắm được cái quy ước. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Tức là mình phải nắm được những cái nội dung này. Đây, như vậy về nhà thì mấy em sẽ học thuộc cho cô ở cái phần ghi nhớ, làm tất cả các bài tập trong sách bài tập cho cô và xem trước bài 22, 23 các tác dụng của dòng điện. Thì trong bài đó mấy em về nhà đọc trước để tìm hiểu xem dòng điện có những tác dụng nào. Đây, cô chào tất cả các em.